Ông biết nó tiếng gì là? Tiếng Tàu với tiếng Tây. Tôi cũng có tiếng Tàu, ông nội tôi là Tàu. Tiếng Tàu. Ok, đâu chặt chim mới chết không? Tôi đang phạt phong, anh đọc cho bạn đi chặt chim nữa. Và phạt phong màu chất kia chồng bẹt quý của bạn đấy, đang đặt làm xung. Thank you.